Xin chào mọi người, chào mình, và mình là Ngọc Bé TV đây. Thì hôm nay Ngọc Bé trở lại để làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại với chủ đề vẽ đại tranh của em tôi. Thì ngày hôm nay Ngọc sẽ vẽ chính là anh Phong Cận, à không, chị Phương Cận TV. Đó, ngày hôm nay là chúng ta sẽ vẽ chị Phương Cận TV phiên bản người cá nha mọi người nha. Đó, mọi người đây. Đây là bức tranh của em Ngọc vẽ. Đó, thì nó Phương Cận thì chắc hẳn là một số bạn sẽ không biết, thì thật ra là anh Phong Cận nha mọi người nha. Đây là một cái tên mà Ngọc đã mập mờ nghe đâu đó trên video của anh Mr. Việt, nghe nhắc đến Phương Cận. Đó, thì Ngọc nói vậy thôi. Đó, thì trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay, thì nếu mọi người quảng cáo thì nhớ xem các cho Ngọc, hỗ trợ Ngọc có thêm động lực cũng như là kinh phí để Ngọc có thể đầu tư vào video cũng như là phát triển kênh, cho kênh Ngọc có thể càng ngày càng đi lên và mọi người share video một trải nghiệm tốt nhất nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ không chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu ngay và luôn video nào, let's go.
Ngọc ơi, nhưng mà thấy đó, đây chính là bức tranh của chúng ta sẽ được hoàn thành. Thì đây cũng là lần đầu tiên Ngọc tập tô nước ấy, nên cho nên là có gì mong mọi người thông cảm nha. Ngọc chỉ dám tô tô hai góc nhỏ nhỏ thôi, mà từ nước đâu nó nhìn giống như con vi trùng, mà nhìn ra con vi trùng mà nhìn xa xa một tí nhìn nó giống, khá là giống hai bông hoa đó. Thì bức tranh của chúng ta thì được phát ra là một màu xanh thôi, không cận luôn nè, tóc bồng bềnh đúng mà. Thì thay vì đưa cái mắt kính cận vào mắt á, nhìn nó rất là vô duyên. Thì Việt Nam thì đẹp nhưng mà ngỗng không vẽ không giỏi vẽ kiểu nữ mang mắt kính lắm á, nên cho nên là ngỗng đã vẽ cái mắt kính này đưa lên trên đó, kiểu fashion xì tay đó. Tay thì cầm một cái máy ảnh này dưới nước mà xài máy ảnh được mới hay đúng không mọi người. Đó, xung quanh là bong bóng rồi có những vệt sáng màu vàng giống như là ngọc trai đó, và có những cái gọi là thường gọi là nó là cái biển đi, cười là nước biển đi ha. Đó, người cá phải ở nước biển đó mọi người, bởi vì anh Phong Cận là cá heo nên cho nên là cái linh vật là có cá heo á, nên cho nên là ổng cho anh Phong Cận ngay vào con người cá luôn, mặc dù nó chả liên quan gì đến nhau mấy. Rồi đó, đồ thì ổng cho rất là bình thường á, này tô mà một màu xanh quyền bí. Và lần này bóc tóc quan ở phải bóc mà là tóc của anh Phong Cận bay ống ảo mà nghe không? Mặt thì rất là xinh kiểu tươi tắn nè. Thì Ngọc cũng đã có ký tên rồi, một lần hai cái luôn, ghê không nào, đi đầu tư. Ok Ngọc ơi, thì video Ngọc hôm nay nó dài lắm, cái video này hay, như lại cho Ngọc một like, một share, đăng ký, đừng quên ấn cái chuông bên cạnh để mọi lần Ngọc có video mới mọi người thông báo nha. Còn bây giờ thì Ngọc xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.